Xin chào anh chị em chú bác quan tâm kênh Đi Qua Thu Hình. Hôm nay giới thiệu với anh chị em chú bác một cái lô bạc đúc bên em nha. Anh em nào quan tâm tới mẫu bạc đúc bên em vui lòng xem kỹ cũng tả với em nha. Và liên hệ em số điện thoại 0768620039. Cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều đã ủng hộ thời gian qua nha. Ok, anh em có thể kéo xuống phần bình luận để xem thêm các thông tin liên hệ như cách thức mua bán bên em nha. Rồi, chiếc đầu tiên này là chiếc Highland de Michel anh em nha. Chiếc này nó cái hãng này nó chuyên làm bạc đúc anh em ha. Nó có làm vàng đúc này nha. Chiếc này thì là một chiếc size lớn anh em nha, nhưng mà bạc đúc thì size lớn của nó cũng chỉ làm ngang là 32 thôi. Đầu dây 18 nhé, cọc la mã con này nó ngay góc 9 giờ nó có hơi có một cái chấm này. Lỗi cho nên em sale con này 350 thôi. Bình thường mấy mẫu này em bán 500 550 ha. Dây khóa thay mới rất là đẹp luôn ạ. Anh em là tay mảnh đeo rất là ok luôn nha. Không mấy chị mình thích size hơi lớn lớn tí mình đeo cũng ok ạ ha. Bạc đúc con này nó đúc luôn cái nắp anh em nha. Có truyện đàng hoàng ha. Rất là đẹp luôn. 350 có cái lỗi ngay góc 9 giờ tí anh em nha. Con số 2 là chiếc Elise anh em ha. Cái con này thì nó vừa cái viền là nó vừa có mạ vàng nha. Con này là đáy thép nha anh em, còn vỏ thì vỏ bạc. Con này bạc nó dày lắm, nên size nó không lớn nhưng cái bạc nó cực dày luôn. Con này phải mấy chỉ đây nè, nó truyện 925 ở đây nè ha, siêu dày luôn ạ. Con này dây khóa em thay mới nha, dây khóa thì em thay mới rồi ha. Đó, nó lên bả trầu của bạc này, này nè mấy chị đều quá tốt luôn. Con này khảm vừa khảm vừa trải tia quá đẹp luôn ạ, mặt xuất sắc luôn. Con này em bán 380 thôi nha, size 25 ạ. Quá đẹp, 380 anh em nha. Chiếc số 3 này là chiếc quen thuộc anh em ở Citizen nha. Con này cũng vậy, rất là nặng luôn, cũng phải mấy chỉ, nặng lắm. Con này thì nó cũng là cái nắp thép nha, còn vỏ thì vỏ bạc đúc anh em á, silver 925 nè, cực nặng luôn. Chạy máy Citizen thì quá xịn rồi. Con này kính có xước anh em nha, thường hàng si nó cũng có xước anh em á. Bạc thì cái màu nó như vậy anh em nhé. Anh em mình muốn sáng thì anh em mình lâu thì nó sẽ cho ra cái màu sáng anh em ha. Nó nguyên cục bạc luôn á. Con này em cũng bán 380 nhé. Con này size kiểu form chống giọt nước anh em ha. Size 24 nè. Cọc số la mã nha. Xin lỗi, cọc số học trò nhé. Đây cọc số la mã nè. Anh em mình thích cái form nào thì anh em vui lòng xem kỹ cái mô tả nha. Liên hệ em số điện thoại 0768632039 ha. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều nha. Hẹn anh chị mình ở cái clip tiếp theo ạ.